Thành Trung xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Sau những ngày mưa dông kèm gió giật mạnh diễn ra trên vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông làm ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải trên vùng biển này. Đến ngày hôm nay thì thời tiết trên toàn khu vực tốt dần lên, mưa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi và gió có cường độ trung bình nên tàu thuyền qua lại khu vực này không còn khó khăn như những ngày trước nữa. Ở các vùng biển phía Nam, phía Tây cũng có thời tiết tốt, biển lặng sóng êm nên cũng thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Trong đêm nay và ngày mai thì lưỡi áp cao vẫn bao trùm hầu khắp khu vực Biển Đông nên gió thịnh hành theo hướng đông đến đông nam với cường độ trung bình nên chỉ tạo ra những cơn sóng dưới 2 mét. Thời tiết cũng ổn định dần và trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, Bắc và giữa Biển Đông đều ít mưa nên tầm nhìn xa thoáng. Các hoạt động hàng hải có thể diễn ra bình thường trên vùng biển này. Khu vực Nam Biển Đông và Vịnh Thái Lan, gió có hướng đông là chính và cường độ không mạnh. Thời tiết vẫn ổn định nên bà con ngư dân yên tâm khai thác hải sản trên các vùng biển này. Tuy nhiên thì về chiều tối ở khu vực phía nam quần đảo Trường Sa, một vài nơi có thể có mưa dông nên tàu thuyền nhỏ cần chú ý đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông. Sau đây sẽ là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cùng với sự suy yếu của dải áp thấp, mây dông trên khu vực này không còn có điều kiện phát triển mạnh nữa nên mưa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi và hầu như không ảnh hưởng đến tầm nhìn. Gió trên khu vực thịnh hành theo hướng đông đến đông nam cấp 4, cấp 5, tình trạng biển bình thường, thuận lợi cho các hoạt động tàu thuyền trên biển. Vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ nằm về phía Nam nhưng thời tiết cũng ít có sự khác biệt so với phần phía Bắc. Thời tiết trên vùng biển này cũng ổn định so với những ngày vừa qua, trời ít mưa và tầm nhìn xa thoáng. Gió thổi đều theo hướng Đông đến Đông Nam và chỉ đạt mức cấp 4, nên các hoạt động hàng hải có thể diễn ra bình thường trên vùng biển này. Tiếp theo đến với vùng biển từ Quảng Trị cho đến khu vực Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn. Gió có hướng đông nam là chính và ở mức cấp 4. Ngoài ra thì trời ít mưa, ban ngày có nắng nhưng mà nền nhiệt không quá cao nên thời tiết cũng ủng hộ cho các hoạt động đánh bắt hải sản của bà con ngư dân và những chuyến tàu ra thăm đảo. Tiếp theo xin được mời quý vị và bà con ngư dân cùng đến với những thông tin thời tiết tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, bao gồm có đảo Phú Quý. Thưa quý vị, gió trên vùng biển này thịnh hành theo hướng đông và có cường độ khoảng cấp 4, thời tiết ít mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, cũng là điều kiện thuận lợi cho các hoạt động trên biển ở khu vực này. Thưa bà con, theo báo cáo trong 4 tháng đầu năm, nhìn chung sản lượng đánh bắt cá ngừ đại dương cao nhưng mà cá ngừ xuất khẩu đang rớt giá. Nguyên nhân chủ yếu là do hiện nay bà con ngư dân khai thác cá ngừ bằng đèn cao áp, làm sản phẩm đánh bắt bị kém chất lượng, gây khó khăn cho tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, do giá vật tư tăng cao nên chi phí cho các tàu ra khơi cũng tăng. Quay trở lại với tình hình thời tiết trên vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, bao gồm quần đảo, gió thổi đều theo hướng đông cấp 4, trời nắng đẹp vào ban ngày và một vài cơn mưa chỉ xuất hiện thoáng qua vào chiều tối nên bà con ngư dân có thể yên tâm khai thác hải sản. Ngoài ra thì những chuyến tàu ra thăm quần đảo cũng được thuận lợi trong điều kiện thời tiết này. Vùng biển từ Cà Mau đến khu vực Kiên Giang, bao gồm có đảo Phú Quốc và Thổ Chu, trên khu vực ven bờ ở phía nam này gió thổi nhẹ. Trời ít mưa và có nắng nhưng không gay gắt nên thuận lợi cho các hoạt động trên biển. Còn tại vùng biển Vịnh Thái Lan, nằm về phía Tây, do chưa phải là thời kỳ hoạt động của gió mùa Tây Nam nên gió thổi nhẹ, thời tiết tốt, biển lặng, sóng êm, thuận lợi cho bà con ra khơi đánh bắt hải sản. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trở ra vùng biển phía Bắc thì thời tiết cũng ổn định dần, mưa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi, ban ngày có nắng nhưng nhiệt độ không quá cao, gió thịnh hành theo hướng đông đến đông nam cấp 4, cấp 5 nên không gây biển động. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, ở vùng biển này thì gió lệch dần sang hướng đông, đông bắc nhưng vẫn duy trì ở cường độ trung bình nên sóng không vượt quá ngưỡng 2 mét. Thời tiết cũng khá là ổn định, trời ít mưa và tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, tình trạng biển bình thường. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây, vùng biển này thời tiết không có khác biệt nhiều so với khu vực phía Bắc, gió thịnh hành theo hướng đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Ban ngày ít mưa và tầm nhìn xa thoáng. Tuy nhiên thì đến chiều tối thì bà con ngư dân cần đề phòng mưa dông bất chợt có thể xảy ra ở một vài nơi khiến cho gió giật mạnh. Như vậy là nhìn chung diễn biến thời tiết trên các vùng biển từ đầu năm tính đến thời điểm hiện nay vẫn còn thuận lợi cho việc khai thác thủy sản cá nam. Chính vì vậy mà các đội tàu đánh cá xa bờ tích cực ra khơi và đạt sản lượng khá. Các tàu khai thác bằng lưới chụp mực, lưới dê, lồng bẫy cũng đạt hiệu quả cao. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển của kênh VTC14. Kính chúc bà con ngư dân có những chuyến ra khơi an toàn và hiệu quả. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.